ta thích thành phố này nên ta muốn tiếp tục được sống ở đây. Dưới ánh chiều hoàng hôn buông đã dần phai, ngồi cạnh một con gấu trúc vô lo vô nghĩ, tận hưởng sự bình yên cuối ngày. Thất tử, em thì sao? Em có muốn được sống ở thành phố này mãi không? Đầu tử tiên văng văng vẳng mầu đối thoại xưa cũ trong công viên Hắc Điểu. Nó nghĩ nó cũng giống như tiểu ái, cũng muốn sống ở thành phố này mãi thôi. Nhưng giờ nó mệt quá, mắt cứ nặng trĩu như muốn nhắm lại, cảm giác cơ thể muốn đổ nhào về phía trước. Dù muốn lắm nhưng có lẽ không còn cơ may cho thất tử quay về làm chú gấu trúc ngày nào nữa rồi. Bàn tay đầy vết cắt của nó bị cái xúc tu cổ đại tóm lấy, vặn vẹo một hồi như đang trêu đùa rồi chẳng nói chẳng rằng đâm lên cao, đem theo tử tiên vắt vèo cúi gằm mặt xuống đất. Con mắt đỏ ao nhìn chằm chằm con gấu trúc không cử động, từ khi con quái thú cổ đại đổ bộ vào đất liền nó chưa từng bị ai quấy nhiễu đến mức này. Con cá voi sát thủ cũng chỉ một buổi là bị ăn sạch, giờ bắt được con gấu trúc này đám xúc tu của nó quẫy đạp mãnh liệt trong thành phố nhan mừng chiến tích. Cách nó một khoảng khá xa, đám phóng viên và cậu bé mà tử tiên cứu được đơ ngang cả người. Tay cameraman giữ vững để truyền hình trực tiếp hình ảnh về cho người dân mà anh ta cũng như đang nín thở cùng với tất cả mọi người. Có lẽ nào nó đã? Cái kết của một kẻ thua cuộc trận chiến chính là bị sơi tái, mà tử tiên bây giờ đang bị cái xúc tu kia nhét vào miệng con quái vật đang há rộng. Tiểu ái khóc nấc lên nhiều hồi gọi tên nó thất tử, thất tử ơi xin đừng mà. Nhưng anh chín chẳng chút động đậy. Đôi mắt nó nhắm nghiền trên cái xúc tu, chấp nhận số phận. Hàm răng to lớn của con quái cắm vập lấy đỉnh xúc tu của nó, chỉ vì muốn ăn thịt con gấu trúc mà đến chính xúc tu của mình nó cũng nhai. Nơi ngu tử dụ ở cách đó xa xôi ngàn dặm, hắn đang được Thanh Cường cho xem đoạn phim quay lại từ thành Yết Nhĩ Nhật. Người trong đoạn phim chắc chắn là anh chín nhà hắn chứ không ai hết. Ngu tử du hẳn đầy vẻ căm ghét, rất muốn biết cớ sự thế nào và đó là kẻ nào mà dám hành hạ con gấu trúc của mình như vậy. Tiểu Thanh từ đâu ào tới cây liễu, hét lớn gọi chủ nhân. Tư liệu ngài bảo ta tìm đã có rồi. Thành phố Yết Nhĩ Nhật chính là nơi anh chín được sinh ra. Mà toàn bộ những người trong sở thú Hắc Điểu từng trực tiếp nuôi nấng anh chín có tổng cộng 8 người. Nghe tiểu ái mà tử tiên vẫn luôn miệng gọi trước khi tự đâm đầu vào con quái thú cổ đại là một trong 8 người đó, ngu tử du lặng người đi một lúc lâu. Tiểu Thanh lục tìm giấy tờ từ chỗ con người, phát hiện không có nhân viên sở thú nào trong số 8 người kể trên thoát được khỏi thành phố Yết Nhĩ Nhật khi hung thú đổ bộ. Nhưng lạ là trong danh sách tử vong cũng không có tên. Ngu tử du nắm được những thông tin đó xong, đột ngột hỏi Tiểu Thanh quãng đường từ đây đến thành Yết Nhĩ Nhật mất bao lâu. Cô cúi đầu nhẩm tính, có vẻ là một tháng nếu đi đường bộ. Tính ra thì, thời gian anh chín rời đi vừa tròn một tháng, vậy có khả năng cao thước phim bọn họ vừa xem mới được quay gần đây mà thôi. Hình ảnh con gấu trúc dũng mãnh bị ăn thịt khiến phía nhân loại suy sụp hẳn. Bọn họ tổ chức họp khẩn xem lại đoạn ghi hình, được biết đó không phải là thành viên của Thiết Chi Quân. Qua tư liệu lấy được từ sở thú Hắc Điểu, so sánh từ màu lông và hình dáng, nó chính là con gấu trúc đã chạy khỏi thành phố Yết Nhĩ Nhật khá lâu trước đây. Tiểu ái trong miệng nó gọi trước khi đánh cú chót chính là một trong những người nuôi dưỡng mà nó muốn tìm. Ông chỉ huy vét sọc ngước mắt lên nhìn, khó hiểu hỏi lại, chỉ để tìm người cứu người mà nó chấp nhận đứng ở phe đối địch với dị thú sao? Công tác cứu hộ chưa được triển khai à? Nhân viên báo cáo ngay, hiện tại không có gì tiến triển bởi lục địa đã bị chia cắt, đường xá hư hỏng nặng nề ngổn ngang nhiều chướng ngại vật. Nói đúng ra cả thành phố hoàn toàn bị cô lập, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nghĩ đến Yết Nhĩ Nhật đang bị toàn bộ số xúc tu của con quái vật đập phá giành lấy địa bàn, con người muốn cho nó một mồi thuốc nổ lắm ấy chứ nhưng tính tới tính lui sợ rằng hỏa lực không ăn thua. Còn nếu đơn giản dùng trực thăng cứu hộ không thì cũng không được bởi nó nhỏ gọn nên hỏa lực không có, khi tiếp cận khá gần sẽ bị dị thú bắn rơi ngay trên không. Ngu tử du ra quyết định cuối cùng rằng chúng ta sẽ tấn công trực diện, ta sẽ là người phá bức tường cản đường. Đó cũng là cách nghĩ của phía nhân loại, bọn họ cần quân đội có cái tên Long Chi chuẩn bị xong xuôi để tiến hành vào việc. Được biết cả đội đã tập kết xong rồi, trong đó còn có những siêu phàm giả có thực lực đứng đầu cả nước nữa. Trong vòng một tháng họ có thể đến tập hợp Yết Nhĩ Nhật sẵn sàng đợi lệnh. Một tháng lâu quá, Ngu tử du nói với Tiểu Thanh hắn cần rút ngắn thời gian không thể chậm trễ hơn. Mà thêm một ngày thì dân chúng sẽ bị nguy hiểm thêm một phần, tổng tư lệnh của bên nhân loại cũng biết thời gian bây giờ chính là thứ quý báu nhất, nhất định phải tăng tốc độ lên. Ngu tử du đã lên kế hoạch xong xuôi, công ty đa giống loài của hắn sẽ bảo vệ những người bị mắc kẹt trong thành phố, trong đó có người thân của anh chín. Chúng ta sẽ giết chết con quái vật đó và cứu anh chín ra. Cả ngu tử du và tổng tư lệnh không hẹn mà cùng nhau bùng lên sự quyết tâm, nhất định phải có mặt ở thành phố Yết Nhĩ Nhật trong 10 ngày nữa để báo thù. Vâng. Bát đại hung thú và đám anh em của nó gầm lên một tiếng đầy uy lực, chúng nó chờ mong từ lâu đến ngày được sống mái một phen trả thù cho anh chín. Đừng ai đụng đến bất kỳ thành viên nào, bởi chúng sẽ cho tất cả kẻ thù biết như thế nào là sức mạnh thật sự. Nơi trú ẩn của những người sống sót ở thành Yết Nhĩ Nhật được ẩn giấu phía dưới một tòa trung tâm thương mại to lớn. Tiểu ái vác cây hàng có ống ngắm hét toáng về phía ông bác bảo vệ sở thú, bác đừng cản cháu nhất định phải sống mái với con quái vật đó một phen. Bao nhiêu hỏa lực và cả dị thú ranh hai còn không làm gì được nó, một nhân loại thì được tích sự gì. Tất nhiên ông bác kiên quyết cản không cho tiểu ái rời đi, đến đó chắc chắn sẽ mất mạng vô ích. Thất tử chết còn không sợ thì cháu sợ cái gì? Chẳng lẽ cửa mãi cái nơi quỷ quái này sao? Chẳng lẽ cứ chui rúc mãi ở trong nơi này? Càng nói cơn phẫn uất của tiểu ái càng lúc dâng cao, khiến ông bác già không biết nói sao cho phải. Đến lúc cô bảo muốn cho con quái một phát súng rồi mình cũng chết, nếu không chẳng thể cam tâm, đột nhiên cả khu vực rung chuyển dữ dội như có động đất. Khu trú ẩn bên dưới lòng đất nên có thể cảm nhận dư chấn mạnh hơn lúc ở bên trên. Đám người hốt hoảng la hét trong diện tích chật hẹp tưởng trái đất đang dịch chuyển.
Nhưng hóa ra không phải, là con quái thú kia đột nhiên gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Mấy cái xúc tu của nó được phóng véo qua nóc những tòa nhà cao tầng, cắm phập vào mặt đất cách đó vài chục mét. Đột ngột nó há cái miệng khổng lồ, trào ra một thứ dung dịch màu xanh lá nhìn như axit, bốc ra những luồng khói đậm đặc rồi văng ra khỏi miệng con thú. Cục đờm được con dị thú khạc ra va thẳng vào một tòa chung cư đối diện, nhưng nó không ăn mòn hay tan chảy, chỉ như một chất kết dính mà thôi. Chưa hết, cũng từ miệng quái vật cổ ảo hoạt hàng loạt những thứ trông như xúc tu nhưng mềm mại hơn, trong lúc hàng chục cái gai nhọn khổng lồ trồi ngược lên từ mặt đất. Toàn bộ thành Yết Nhĩ Nhật rung chuyển vì nó cắm cọc khắp mọi nơi. Trong màn khói bụi mờ mịt đó, hai anh chị phóng viên vẫn liên tục tác nghiệp, cố gắng quay rõ hình ảnh để xem nó đang làm gì. Một lúc sau thấy tạm thời yên ắng, hai người thò đầu ra xem đã thấy những cột trụ đâm từ dưới đất lên đang chống đỡ cho một thứ gì đó vừa to vừa dài còn đen sẫm. Bọn họ ngơ ngác khi nhận ra, con quái thú đó vậy mà đã tạo ra một cái kén trong lớp trông khổng lồ. Lúc đó nơi trụ sở chiến đấu của Liên bang Hoa Hạ chưa nhận được tin mới, họ chỉ đang họp bàn vạch ra chiến lược chiến đấu trong 10 ngày nữa. Chị nhân viên đọc tư liệu mình có được rằng phía con người đã phát hiện ra tên của nó cũng như nắm bắt được nguồn gốc sau một thời gian dài. Nhìn như một hòn đá rêu phong cổ đại với vô số xúc tu, thực chất là một loài thú phá hoại có tên khoa học là Âu Sáng, đúng là bắt nguồn từ nước Úc thật. Cầm lấy tập giấy trên tay, tổng tư lệnh muốn nở nụ cười trào phúng, cái tên nghe như tương lai sáng lạng vậy mà nó thẳng một đường càn quét cả một thành phố sầm uất, đúng thật là mỉa mai. Vừa dứt câu đã có tiếng hét toáng lên, thành phố Yết Nhĩ Nhật vừa mới gửi đến một đoạn hình ảnh của thú phá hoại, trông nó như sâu bướm. Đó không phải là một cái kén hay là con nó đẻ ra, mà cả đám nhanh chóng phát hiện là Âu Sáng đang tự bao bọc lấy cả cơ thể mình và tiến hóa. Nếu một con thú trưởng thành lại trở về dạng kén như vậy, chỉ nhìn qua thôi bất kỳ ai cũng hiểu rằng nó đang tiến hóa ra một hình dạng mới. Màn bọc kén quanh mình của nó là báo hiệu cho ngày tàn của thế giới. Một khi nó thoát kén ra và lỡ mọc thêm đôi cánh, chắc chắn nhân loại sẽ diệt vong. Cục đờm nửa xanh nửa đen của Âu Sáng trượt dài xuống mặt đất thành một đống lõm bõm không rõ hình dạng nhưng cứ nhúc nhích liên hồi. Đột ngột có thứ gì đó trông như cẳng một con côn trùng thò ra vang lên một tiếng pop nho nhỏ, cánh bên kia của nó lại vang tiếng ùng ục rồi trào lên xuống như có sự sống riêng. Chẳng mấy chốc cả cục đờm đó hóa thành hình thù của dị thú đủ các chủng loại. Bọn chúng uốn éo thân mình và há to cái miệng đầy ánh sáng xanh quái đản. Đó là thứ gì? Vì sao Mít lại thấy có cả rắn, khủng long, mèo và một số loài gì đó khó kể ra được?